Với số dân đứng thứ ba sau người Gia Rai và Ê Đê ở Tây Nguyên, người Ba Na là một trong những nhóm người nguyên thủy nói ngôn ngữ Nam Á, có dân số lớn nhất tại Gia Lai. Người Ba Na cư trú thành từng Play, và Play là đơn vị tự quản của họ. Những công việc chung như sản xuất, chiến đấu, thực hành các lễ nghi cũng như các phong tục tập quán của Play đều do già làng duy trì, tiếng Ba Na gọi là Khắc Play. Người Ba Na tuân theo nhịp điệu canh tác nông nghiệp và cây lúa là nền tảng lương thực của họ. Trong đó sản xuất rẫy chiếm vị trí hàng đầu. Bên cạnh đó, thì nghề thủ công và chăn nuôi cũng khá phát triển. Mỗi gia đình người Ba Na thường có từ vài con đến hàng chục con trâu bò cũng như gia cầm. Chúng được nuôi với cả mục đích kinh tế và nghi lễ. Vào mùa khô, hoạt động nông nghiệp trở thành thứ yếu, dành ưu tiên cho các hoạt động xã hội và tôn giáo. Cũng như nhiều cư dân sống trên dải đất Trường Sơn, Tây Nguyên, người Ba Na thờ các lực lượng thiên nhiên mà họ ý niệm là Yang, tạm dịch có nghĩa là thần. Yang đại diện cho sức mạnh tổng thể của tự nhiên. Những biểu hiện tôn giáo đánh dấu cuộc sống vật chất và tinh thần của người Ba Na chính là những nghi lễ nông nghiệp của từng kỳ rẫy trải dài hàng năm qua 10 tháng trăng. Giữa các nghi lễ đều kỳ này sẽ nổi bật lên một kỳ tế lớn nhân một sự kiện quan trọng nào đó vừa đến với buôn làng. Đó là lễ đâm trâu nổi tiếng thường diễn ra ở sân nhà rông, nơi tụ tập của dân làng để bàn bạc những công việc chung. Trên sân, người ta dựng một cột lễ đặc biệt với những hình vật trang trí gợi lên hình ảnh của trục vũ trụ trong thần thoại. Với cư dân Tây Nguyên nói chung và người Ba Na nói riêng, mùa nào, hội nào, đám cưới hay đám ma, cúng trời hay đốt rẫy đều có âm nhạc. Mà nhạc khí thì cũng vô cùng phong phú. Nổi bật là cồng chiêng, một loại nhạc cụ chủ đạo. Tiếng cồng, tiếng chiêng ngân nga là linh hồn của buôn làng, của núi rừng, là hiện hữu của niềm vui và sự đắm say. Nó được coi như ngôn ngữ để con người giao tiếp với thiên nhiên, thần linh và cuộc sống. Trong không khí linh thiêng, với âm thanh rộn rã của cồng chiêng, người và thần trở nên giao cảm hơn qua những lời cúng khấn của già làng. Hệ thống cồng chiêng Ba Na rất phong phú, đa dạng và hệ quả âm nhạc phụ thuộc vào tính chất của các nghi lễ. Trong mỗi dàn cồng chiêng thì chiêng là linh hồn của dàn nhạc, nó có giai điệu rõ ràng. Còn tiết tấu nhanh hay chậm, sôi nổi hay nhịp nhàng đều do vai trò giữ nhịp của nhạc công đánh cồng và trống đảm nhiệm. 1. Đi đầu bao giờ cũng là trống chiêu gút. Thứ hai là cồng mẹ Mí Phong. Thứ ba là cồng chị Mai Phong. Thứ tư là cồng em. Thứ năm là cồng con. Thứ sáu là chiêng mẹ. Thứ bảy là chiêng chị. Thứ tám, chiêng nhỡ. Thứ chín là chiêng con theo chiêng mẹ. Thứ mười, chiêng con theo chiêng chị. Thứ mười một, chiêng con theo chiêng nhỡ. Thứ mười hai, trống pơ nâng. Mỗi dàn chiêng cồng ít nhất là 5 chiếc chiêng và 3 chiếc cồng. Có những dàn cồng chiêng có từ 8 đến 10 chiếc chiêng và từ 4 đến 6 chiếc cồng to. Khi đánh chiêng, cả đội hình luôn đi theo một vòng tròn tương ứng với chiều quay của mặt trống đồng,
tức là ngược kim đồng hồ, quanh cây nêu cột châu trước nhà Rông. Khi đánh, mỗi chiêng đảm nhiệm một chức năng, một nốt nhạc, nhiều chiếc tổ chức thành dàn nhạc. Theo các nhà nghiên cứu âm nhạc, dàn cồng tức chiêng có núm bao giờ cũng đảm nhiệm bè trầm, thường đi từng cặp hai chiếc theo quãng năm. Cấu trúc của dàn cồng chiêng ba na đã tạo được sự thống nhất hài hòa giữa phần giai điệu và phần đệm theo kiểu đa thanh chủ điệu. Cũng có một số bài bản có tiết tấu nhanh, linh hoạt phần giai điệu, được chia thành 2 đến 3 bè, các bè cách nhau quãng năm, diễn tấu song hành, so le một cách độc đáo, theo kiểu đa thanh phức điệu. Nếu như trong sinh hoạt lễ hội của người Ê Đê, dân nhạc giữ vai trò chủ đạo và không gian ngồi đánh chiêng chỉ bó hẹp trên ghế cơ pan trong những ngôi nhà dài, thì ở người Ba Na, cồng chiêng có thể mang đi bất cứ đâu, vừa đi vừa đánh, và tính ngẫu hứng của người sử dụng nhạc cụ rất lớn. Bên cạnh đó, những cô gái trong trang phục truyền thống nhẹ nhàng xoay theo nhịp, âm nhạc trầm hùng, động tác múa đơn giản mộc mạc nhưng đã gửi gắm vào đó cả tâm hồn của những người con gái cao nguyên. Trong dàn cồng chiêng truyền thống của người Ba Na, không thể thiếu những chiếc trống trò hút có đường kính khoảng 35 cm. Mặt trống thường được làm bằng da dê núi hoặc da bò. Khi đánh trống, người ta không đánh bằng dùi mà vỗ bằng tay, do một người mang trống trước ngực dẫn đầu dàn cồng chiêng. Tiếp sau đội hình là hai người khiêng trống pơ nâng và một người đánh. Còn các cô gái làng thì nhẹ nhàng xoay theo tiếng gọi rộn rã của trống. Đánh trống chơ gút là cả một nghệ thuật phức tạp và điêu luyện, vì trống giữ vai trò chỉ huy cả đội hình cồng chiêng. Theo người Ba Na, trống tượng trưng cho thần sấm, biểu tượng của trời. Còn cồng chiêng biểu tượng cho đất. Cấu trúc của dàn chiêng đã thể hiện rất rõ quan niệm cặp đôi, có nghĩa là nhóm chiêng bằng luôn đi với nhóm chiêng có núm, tức cồng. Xưa kia, lễ đâm châu mừng chiến thắng được tổ chức khi những sự kiện lớn đến với cộng đồng, như cộng đồng nào đó bị thua trận phải nộp vạ, hòa giải với làng thù, hay khi bắt được tù binh, hoặc sau những vụ mùa bội thu. Đây là dịp sinh hoạt văn hóa xã hội nhằm biểu dương sức mạnh chiến thắng của cộng đồng, là cuộc liên hoan chia vui của các thành viên, khích lệ truyền thống, cổ vũ binh sĩ và tưởng nhớ tới những người anh hùng đã hy sinh vì cuộc sống của buôn làng. Mà ở đó, các giảng sẽ được thỉnh cầu mời về ngự ở trên cây nêu tham dự lễ hội với tư cách như thành viên đặc biệt. Người Ba Na dùng trâu để hiến tế vì họ quan niệm rằng con trâu có linh hồn và hồn trâu rất thiêng, nó mang lại may mắn cho các thành viên trong cộng đồng. Con trâu để hiến tế trong lễ hội thường được chọn nuôi từ trước đó một vài năm. Rượu gạo được chuẩn bị khi vừa thu hoạch mùa màng xong. Số lễ vật đó đều do sự đóng góp chung của các gia đình trong Play. Ngoài thời gian chuẩn bị, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, được tiến hành qua các bước gồm lễ cúng sắm cây nêu, lễ cúng dựng cây nêu, lễ cột châu, lễ khóc châu, lễ đâm châu và sau cùng là lễ ăn châu mừng chiến thắng. Và suốt thời gian diễn ra lễ cúng,
thì cồng chiêng không ngừng vang. Việc chọn ngày tổ chức lễ đâm châu được ấn định vào những đêm trăng tỏ. Đối với người Ba Na, chọn ngày không mang ý nghĩa tín ngưỡng. Họ thường chọn những ngày trăng thanh gió mát, thuận tiện cho việc hành lễ và bạn bè thân thuộc từ các nơi về dự hội đông vui hơn. Theo người Ba Na, trong lễ đâm châu mừng chiến thắng, phải dựng cây nêu lớn thì con người mới mời gọi được các giàng. Nó được xem như cây cột thông linh để nối kết con người với thế giới thần linh. Trong không khí nhuốm màu huyền thoại mà lại thật gần gũi với đời thường ấy, hình bóng cây nêu sáng tỏa đất trời đã mang trong nó chất huyền thoại cổ xưa gắn liền với lịch sử tộc người. Sáng hôm sau là ngày lễ đâm châu. Trong nhà rông, già làng và những người phụ cúng trong trang phục truyền thống đang làm lễ cúng để xin trình báo những việc ông ta đang làm và thỉnh mời các giàng về dự lễ đâm châu hôm nay. Lễ vật là những món ăn được chế biến từ con heo của dân làng góp lễ. Già làng và những người phụ lễ làm lễ cúng tại ngã ba đầu Play với tâm nguyện cầu an cho gia đình, tộc họ hay lớn hơn là cả cộng đồng. Và trong lễ đâm châu mừng chiến thắng này, họ không quên làm lễ mời ông bà tổ tiên, các chiến binh của buôn làng về dự lễ và cảm ơn họ đã có công tạo dựng và bảo vệ cho dân làng có được cuộc sống bình an, sung túc. Vì vậy, khi hành lễ, già làng cùng những người phụ lễ luôn hướng mặt về phía nghĩa địa. Mỗi loại lễ hội, mỗi loại công việc đều có những bài chiêng phù hợp với nội dung của nó. Và trong lễ đâm châu, bộ chiêng được dùng đó là bộ chiêng hơ đúc. Khi dàn cồng chiêng nổi lên thì bài đầu tiên là bài Tong Tơ Bla, tạm dịch là khúc nhạc đầu. Nó được kết hợp với hai điệu múa Khien và Long Đếch, trở thành một tổng thể nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình tượng thượng võ, biểu dương tinh thần dũng cảm, ý chí chiến đấu, sự thông minh và tài năng võ nghệ của các chàng trai Ba Na. Thank you.
Châu đã được cột vào cây nêu. Thầy cúng làm lễ hiến tế, xin báo với các giàng rằng vật hiến tế đã chuẩn bị, rượu đã đầy ché, nhạc chiêng đã nổi lên, xin các giàng về đây để nhận vật hiến tế và phù hộ cho dân làng có được cuộc sống no đủ, bình an. Ơ giàng, giàng trời, giàng núi, giàng sông, ơi ông bà tổ tiên, ơi các chiến binh, hôm nay buôn làng tổ chức lễ đâm châu mừng chiến thắng để cảm ơn các giàng đã cho chúng tao có được cuộc sống bình an. Hãy phù hộ cho lũ thanh niên được mạnh cái tay, khỏe cái chân, đừng làm ai đau ốm, đừng có sự trả thù, ai cũng có cái ăn, cái mặc, dơ dàng. Trong lễ đâm châu, bài Tong Te Bla được đánh đi đánh lại nhiều lần. Nó như một chủ đề chính